tỏi quá tốt cho sức khỏe, tỏi quá tốt cho sức khỏe, nhưng mà không phải ai cũng ăn được hết. Có những người này không ăn được tỏi, đó là những người đang đói bụng nè, không ăn nè, người bị tiêu chảy nè, không ăn nè, hay là người ăn tỏi cùng với cá, ăn tỏi cùng với trăng, ăn tỏi cùng với chó, ăn tỏi cùng với gà, ăn tỏi cùng với trứng, ăn tỏi và có bệnh về mắt, huyết áp đó là cũng không được ăn, huyết áp thấp, huyết áp cao cũng không được ăn, bệnh về gan đang bị tiêu chảy, đang uống thuốc. Vậy là tỏi người không sử dụng đến là người đói bụng nè, không ăn tỏi nè, tiêu chảy, hay là ăn tỏi cùng với cá, trăng, chó, gà, trứng. Rồi những người có bệnh về mắt cũng không ăn nhiều tỏi, những người có huyết áp cao và huyết áp thấp cũng không ăn nhiều tỏi, bệnh gan không ăn tỏi, đang bị tiêu chảy, đang uống thuốc cũng không ăn tỏi nha bà con, không ăn tỏi. Những người ăn tỏi tốt cho sức khỏe là những người còn lại, trừ số người như trên là không được ăn. Mỗi ngày ta chỉ ăn được 2 tép, ăn 6 ngày nghỉ ngày. 2 tép dễ mà, ta bỏ trong túi người ta ăn bùm xong, rồi ăn đi cơm bùm xong. Vậy là tốt cho sức khỏe. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe và không có gì buồn phiền về tỏi. Xin chúc, xin chào.